Xe cấp cứu bay xuống ruộng, bệnh nhân đang thở khí oxy lầm còm bò ra ngoài, gột rửa bùng. Nhổ lông chim bồ câu, cụ ông 94 tuổi bị bắt. Gặp sự cố khi chơi trò mạo hiểm, 4 du khách điềm tĩnh ngắm cảnh giữa không trung. Hotter quận Cam lấy chồng, nhan sắc khiến nhân tình ngã ngửa. Phẫn nộ chàng trai hóa thân thành Phật tổ để chơi TikTok.